Xin chào các bạn đã quay trở lại. Khi mà nhắc về iPhone SE á, thì ngay tại cái thời điểm mà nó đang được leak ra những thông tin cho tới cái thời điểm mà nó chuẩn bị ra mắt á, những cái chiếc máy này nhận được rất rất nhiều sự quan tâm tới người dùng ở trên thế giới và kể cả người dùng ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà từ cái thế hệ iPhone SE 2, iPhone SE 3 cho tới nay thì các bạn sẽ thấy rằng sau khi mà những cái chiếc máy này ra mắt và bán chính hãng thị trường Việt Nam á, nó ế thôi rồi luôn. Bởi vì sao? Thiết kế không quá ấn tượng. Rồi thứ hai, công nghệ màn hình thì quá cũ kỹ. Nói chung là cái gì thì cũng quá sức bình thường, chỉ trừ mỗi con chip thôi. Trong khi đó thì mức giá là nó cao vút 12, 13 triệu cho một con máy như thế. Đâm ra là chỉ khi mà những con máy đấy nó giảm giá và nó tụt giá cực kỳ sâu, người dùng mới bắt đầu mua về để làm những chiếc máy phụ. Các bạn thấy đồng ý với mình hay không? Còn đối với chiếc iPhone SE 4 chuẩn bị được ra mắt thì theo góc nhìn của mình đánh giá đây sẽ là một con máy rất tiềm năng và có cực kỳ nhiều người quan tâm và sẽ mua nó thật. Tại vì sao? Thì hãy cùng mình chia sẻ một vài những cái lý do trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên là một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Điểm thu hút nhất của iPhone SE 4 thì chúng ta không thể không nhắc tới, đó chính là việc hỗ trợ Apple Intelligence. Nếu như các bạn để ý ở trên thị trường hiện nay, với những chiếc iPhone có hỗ trợ Apple Intelligence á, thì các bạn bắt buộc phải mua một chiếc iPhone 15 Pro hoặc là một chiếc iPhone 15 Pro Max. Và mức giá của những chiếc máy này á, bây giờ vẫn treo ở khoảng tầm từ 25 cho tới 30 triệu tùy từ phiên bản. Và kể cả các bạn mua những chiếc máy cũ như ở Di động Mỹ thì nó vẫn là trên 20 triệu thì các bạn mới có một chiếc máy có hỗ trợ Apple Intelligence. Trong khi đó thì đối với chiếc iPhone SE 4 ở cái thời điểm mà nó ra mắt thì mức giá dự kiến nó cũng sẽ chỉ loanh quanh ở khoảng tầm 12 cho tới 14 triệu mà thôi. Tức là với một mức giá không quá cao, các bạn đã có thể sở hữu một chiếc máy của nhà Apple, một chiếc máy iPhone có hỗ trợ Apple Intelligence để có thể trải nghiệm được những tính năng mới nhất, để được hỗ trợ một cách tuyệt vời nhất. Lý do thứ hai mà mình nghĩ rằng chiếc iPhone SE 4 nó sẽ thu hút rất nhiều người dùng ở Việt Nam nữa, đó chính là về cái thiết kế của chiếc máy năm nay nó sẽ được thay đổi hoàn toàn. Nếu như hai thế hệ iPhone SE 2 và iPhone SE 3 nó không làm cho chúng ta bất ngờ quá nhiều, bởi vì nó dùng lại cái thiết kế của chiếc iPhone 8, sau đó thì kéo quả táo xuống, thì với thiết kế của iPhone SE 4 năm nay, với những tin đồn mà chúng ta được leak ra, thì nó sẽ là một phiên bản khác của chiếc iPhone 10R, nhưng nó sẽ không sử dụng lại hoàn toàn cái khung của iPhone 10R, mà nó sẽ là con iPhone 10R được làm khung vuông. Đây là điều mà mình thấy cũng rất là hay đấy chứ, mỗi thiết kế quen thuộc nhưng lại không quen thuộc, cũ cũ nhưng mà lại không cũ cũ. Đấy, thấy không? iPhone 10R mà lại có viền vuông. Thực ra thì trước đây chúng ta cũng đã có những cái vỏ độ rồi, nhưng bây giờ sẽ là một phiên bản chính thức đến từ Apple. Và như vậy thì nó cũng sẽ mang tới cho chúng ta được những sự mới mẻ phần thiết kế. Nó đẹp mắt hơn, nó độc đáo hơn, nó lạ mắt hơn. Và ít nhất nó không bị nhầm với những chiếc iPhone 10R đời cũ đã bị khai tử, đúng không ạ? Cái thứ ba đấy chính là màn hình của chiếc iPhone SE năm nay nó cũng sẽ được lột xác. Nó sẽ không còn sử dụng lại cái tấm nền IPS HD nữa, mà nó sẽ được thay vào đó là một cái tấm nền với độ phân giải Full HD cùng tấm nền OLED. Và với cái tấm nền này nó mang lại cho chúng ta những trải nghiệm tốt hơn như thế nào thì có lẽ các bạn cũng đã quá rõ rồi, trên những cái tấm nền 6.1 inch của những chiếc iPhone 12 hay iPhone 13 hiện nay. Nhìn chung thì là chúng ta đã thấy có rất nhiều những ưu điểm trên những chiếc máy này. Và nếu như Apple bán ở mức giá 12 cho tới 13 triệu cho một chiếc iPhone như thế thì mình nghĩ rằng có rất nhiều người sẽ sẵn sàng xuống tiền mua. Và yếu tố cuối cùng nó sẽ là yếu tố hiệu năng cũng như là vòng đời. Nếu như các bạn bỏ ra 13 cho tới 14 triệu bây giờ thì chúng ta cũng đã có thể mua được ngay một chiếc iPhone 13 hoặc là một chiếc iPhone 14 rồi. Và tất nhiên tất với những gì mà mình chia sẻ như vừa nãy thì iPhone 13 nó cũng đã có màn hình như thế, nó cũng đã có thiết kế khung viền như thế, nó cũng đã có cụm cam, thậm chí là nó còn nhiều cam, đúng không? Nhưng đối với iPhone SE 4, nếu như các bạn đợi á, thì tất nhiên con máy này nó sẽ được sử dụng thế hệ chip tương tự như iPhone 16 chuẩn bị được ra mắt. Cùng với đó là việc hỗ trợ vòng đời 5 năm. Thì đây cũng sẽ là một trong những điểm mạnh nữa mà mình nghĩ rằng khi mà nó tổng hòa được tất cả những cái thứ ban đầu cùng với một cái hiệu năng và cái vòng đời thì nó sẽ thu hút người dùng cực kỳ nhiều. Còn bao giờ thì iPhone SE 4 nó sẽ được ra mắt? Nếu như theo đúng lộ trình, theo đúng dự kiến thì đáng lẽ năm nay chúng ta đã có iPhone SE 4 rồi. Nhưng mà không hiểu vì sao Apple không ra mắt vào năm nay mà có thể họ sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Theo đúng cái lộ trình của các năm thì iPhone SE nó sẽ ra mắt vào tháng 3 hàng năm, nên có thể nó sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025. Nên đó sẽ là khoảng thời gian mà mình đang dự tính nhá. Và trên đó là những chia sẻ về góc nhìn của mình về con iPhone SE 4, tại vì sao năm nay sẽ có nhiều người quan tâm thật và sẽ mua nó.
Còn các bạn thấy sao về con máy này? Hãy comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn đừng quên để một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.